Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mình quay chú Phương mình chuẩn bị cưa cái cây tràm bông vàng này. Chú đang sàn cái bộ móng để quấn vô giò các cô chú anh chị. Chú mình sử dụng cây máy cưa G370 nha. Chú đang quấn cái bộ móng một cưa vô giò các bạn. 4, 2, 5. Cái cây này nó khá là cao rồi các bạn, nó nghiêng qua bên cái hàng cây của chúng ta. Cây này lá lớn, cây tràm bông vàng mà lá lớn các bạn. Ở bên kia là danh đất của chúng ta có ba cái dừa nhỏ nha các bạn, dừa ta mới trồng. Chú mình quấn cái bộ móng trồng đó các bạn ơi. Các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó rồi đó, gần nhà khó cưa hạ rồi đó thì hãy liên hệ với chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video các cô chú anh chị. Giờ chú mình nghịch dây an toàn lại cho chắc chắn để lên cây nha các bạn. Cưa cái cây tràm này là ở cầu Chu của xã Lương An Trà các bạn. Chú mình bắt đầu leo lên rồi các bạn ơi. Rồi chú bắt đầu máng với máy cưa vô dây đài để leo lên tiếp nha. Chú mình bắt đầu leo lên tiếp nữa nha các bạn. Còn cái anh này nó lôi nhánh về bên đây nha các bạn, để bên kia đất của người ta ta trồng cây. Chúng tôi chuẩn bị cưa nhánh lớn. Nguyên nhánh lớn
mình có né được cây dừa các bạn ơi. Chú mình leo lên trên nữa nha các bạn. Trèo xuống rồi. Chú mình là cuộc dây ngay đó để thủ chừng nó bị xước da nha các bạn, xước da nó tới cọng dây đó nó ngừng lại để thôi, nó kéo cái cọng dây đai. Khéo luôn, bỏ lỗ chính xác luôn các bạn ơi. Không có sư cây dừa rồi hết trơn, khéo quá trời vậy giờ, hay quá rồi. Hay quá rồi. Rồi tặng bằng khen luôn đó nha. Ông chú này ông nói quá khéo rồi, cho bằng khen luôn rồi các bạn. Các bạn mà thấy hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha. Đó, được rồi. Rồi chú mình ở trên đó cắt một chút cho nó rớt chú à. Rồi chú mình đã xuống tới dưới rồi đó các bạn ơi. Nãy mình bấm máy chú mình leo xuống không được, để mình quay lên cái cây này, nó dài các bạn. Rồi. Cái ông anh kia kéo dây tiếp nha các bạn, cho nó ngã về bên này. Cái dành tắt nó dễ lôi xuống sông á, đừng dành đi cưa nha các bạn, dễ dán. Cây này bọng cao lắm anh ơi, cắt ngang đó coi khúc coi bao nhiêu khúc,
chuốt đã ăn thôi coi tính đâu rồi lúc nào cưa được. Cái cây này cây tược nha các bạn. Rồi chúng mình bắt đầu chuẩn bị leo tiếp cái cây bạch đằng để cưa tiếp nha các bạn. Chú mình xả cái cọng dây để cuộc mấy cưa lát nó leo lên kéo lên luôn nha. Chú mình lột cái bộ móng ra, cái cây bạch đằng này khó leo quá, nó trơn, cái da nãy giờ trơn. Rồi chú mình thấy che an toàn ngang đó nghe các bạn. Chú mình phân cái cọng dây để kéo cái máy cưa G370 lên nữa các bạn. Rồi, chú mình bắt đầu leo xuống nha các bạn. Leo cây bên kia mà cưa cây bên đây nè các bạn. Tại vì hai cái cây nó cặp sát bên với nhau, cây kia nó có nhánh dễ leo hơn.
Rồi chú mình bắt đầu chuẩn bị dọn ra trống để cưa gốc cái cây này nè. Cây nó nghiêng về bển anh ơi. Bển nổi không? Bển nổi tao cưới cho mày coi. Khéo luôn, cọt kẽ của hàng dừa luôn nha các bạn. Đây bình đằng này nó nhỏ mà nó đỏ nè các bạn. Rồi chú mình đã hạ cây bình đằng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha các bạn. Nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn rất là nhiều nha.